Để trở thành một diễn viên có tiếng ở Việt Nam, nhân vật chính của chúng ta đã nếm trải biết bao vất vả, từ những vai diễn quê mùa đến những nhân vật mạnh mẽ, đôi khi người không ra người, ma chả ra ma, lúc thì giàu sang, khi thì nghèo đói, và trải qua những mối tình kỳ lạ. Lần này, cũng như bao diễn viên tâm huyết với nghề, luôn tìm kiếm một vai diễn để thoát khỏi chính mình, hãy cùng đến với Trấn Thành trong Cua Lại Vợ Bầu. À, hi hi, còn ai là fan của Lan Ngọc chờ chút nha. Mới nói đi quá như vậy. Sản xuất bởi Trailer Ngáo, Bơm Áo bởi Remitano. Đây là bộ phim mà Trấn Thành rất tâm huyết vào vai diễn của mình. Các bạn, quý vị thấy là không còn một Trấn Thành lanh lợi nữa, lúc nào cũng ù lì, chậm chạp. Anh phải gồng rất nhiều để bớt hoạt ngôn lại, thay vào đó là một anh Thoại cù lần. Hồ trọng Thoại. Thoại cam chịu, Thoại ngại bày tỏ, ngại nói nhưng không hề ngại yêu nha. Ngọc ơi, Ngọc ơi, làm vợ Thành đi. Ngọc ơi, Ngọc ơi, làm vợ Thành đi. Thoại yêu Linh, một mối tình thật đẹp, cho đến khi vợ của Thoại trong phim bị vợ của Thoại ngoài đời báo cho một hung tin có thai 8 tuần. Kể nó. Thoại ăn ốc, nhưng Thoại không muốn đổ vỏ. Vậy anh có định là hai đứa mình có con với nhau không? Không, anh chưa nghĩ đến. Thế là Linh xách vỏ ốc về nhà ba mẹ, để Thoại lại với ốc vít, ốc xe và một thằng bạn rất có tầm. Bỏ đi chứ có phải vợ tao đâu mà tao lo. Nhưng thằng bạn này được cái là rất độc đáo, với những chiêu tán gái không giống ai. Mà mình phải triển cái chiêu kinh khủng. Tặng gà cúng nè. Nhờ bạn cứu hộ để có một cảnh lãng mạn trong mưa mà quên không đưa chìa khóa xe. À ha. Tao đẩy xe như một con chó từ cầu ông Lãnh tới đây để nhận được hai chữ ở ha của mày. Thêm một cô khách quen rất lợi hại với những câu triết lý tình yêu thổi bung lý tưởng cua lại vợ bầu của Thoại. Trong tình yêu không có đúng hay là sai, thằng nào dai là thằng đó thắng. Vậy đó, cặp đôi độc hại này đã đưa ra những lời khuyên giúp cho khoảng cách của Linh dần xa Thoại hơn, nhưng lại xích gần Khánh hơn. Bây giờ tao phải làm gì đây? Cái khó ló cái ngu, Thoại cua vợ không được thì quay qua cua ba mẹ vợ luôn. Ủa không đi theo bác làm chi vậy? Nhưng kết quả có vẻ còn thê thảm hơn. Nhìn ổng ngu ngu vậy chứ. Ngu thì ngu, nhưng giác cái lu mà chạy. Thì số đo ba vòng như vậy đúng là cái lu thiệt. Số đo ba vòng là 60, 90, 60. Rốt cục là ông Thoại, ông vác cái lu Linh chạy mất. Ngọc ơi, làm vợ Thành đi. Bật mí nhỏ là phim này Trấn Thành có đầu tư đó nha. Vậy mà Lan Ngọc nỡ lòng nào ăn tận hai phần cơm cho bung cả quần. Người thì ăn hai tô để bị bung cái quần ra. Còn mẫu thân Lê Giang thì ăn tận ba tô. Đoàn nào chịu cho nổi. Cái đoàn này ngóc đầu lên không nổi là do diễn viên nó ăn nhiều. Nhưng nói vậy chứ người ăn dữ nhất là ông Trấn Thành nha. Ông ăn từ show này qua show nọ. Ngải heo nhập. Diễn viên chính ốc kiếm người đổ vỏ. Muốn ốc chứ không muốn vỏ. Em bỏ đứa bé. Hướng dẫn ăn ốc. Chỉ cách đổ vỏ. Vì ốc mà ăn luôn vỏ. Chiếc vỏ thuộc về ai? Thằng nào dai cái thai của thằng đó. Phim khởi chiếu từ ngày 1 Tết, tức ngày 5 tháng 2 năm 2019. Nhưng bạn đã có thể đặt vé ngay hôm nay. Còn chờ gì nữa nè. Ê, đố bạn biết cái bầu của ai không? Đoán xem. Cha này đó, nó kêu người lại ơi cho mượn bờ dai. Hai tháng sau nó báo nó có thai, tao muốn tuột mỡ luôn hà. Ừ, đất ơi, mày mượn bờ dai của ai mà mày có thai, mày có con đường nào mày?